Little Women bị yêu cầu gỡ khỏi Netflix tại Việt Nam vì xuyên tạc lịch sử. Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã yêu cầu Netflix gỡ phim Little Women tại Việt Nam do có nội dung xuyên tạc lịch sử. Ngày 4 tháng 10, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, cục này đã có văn bản ngày 3 tháng 10 yêu cầu Netflix gỡ phim Little Women, tựa Việt, Ba chị em, khỏi kho ứng dụng ở Việt Nam do có nội dung xuyên tạc lịch sử. Hạn thực hiện yêu cầu này là ngày 5 tháng 10. Cụ thể, bộ phim đã vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 4, điều 9 luật báo chí về xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc và vi phạm những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh quy định tại khoản 4, điều 11 luật điện ảnh với nội dung tương tự điều khoản nêu trên ở luật báo chí. Những vi phạm này thể hiện ở lời thoại của nhân vật khi nhắc về chiến tranh Việt Nam tại tập 3 từ phút 58, 01, 58. 22 và tập 8 từ phút thứ 5 giờ 41 phút đến 7 giờ 01 phút. Ông Tự Do cho biết Netflix đã phản hồi văn bản yêu cầu của cục, cho biết họ đang xử lý. Little Women là bộ phim Hàn Quốc chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Louisa May Alcott. Bộ phim có cốt truyện được thay đổi để phù hợp hơn với khán giả Hàn Quốc hiện đại, nhưng vẫn giữ những thông điệp cốt lõi của tiểu thuyết. Phim kể về câu chuyện của ba chị em gái nhà họ Oh, In Ju, Kim Go Eun, In Kyung, Nam Ji Hyun và In Hai, Park Ji Hoo. Tuy nhiên, trong tập 5, 7 và 8, bộ phim nhắc đến yếu tố chiến tranh và xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ, hàng loạt hội nhóm bàn về phim Hàn Quốc tuyên bố ngưng cập nhật những thông tin liên quan đến Little Women. Đông đảo khán giả kêu gọi tẩy chay bộ phim. Phim là để giải trí nhưng lịch sử phải là sự thật. Tuyệt đối không xem, sao có thể là một bộ phim tẩy trắng lịch sử, ca ngợi những người lính man dợ này. Dù có mượn câu chuyện đó để lên án hành động làm lính đánh thuê cho Mỹ, nhưng không thể chấp nhận khi nó được nhắc đi nhắc lại như thế. Một số khán giả bình luận.